Đồ Cô Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 1 tháng 6 năm 2015, à lộn, 2016. Và theo yêu cầu của một khách hàng ở Sài Gòn thì chúng ở khu vực phía Nam thì chúng tôi sẽ quay bức tranh quay lướt qua một chút cái bức tranh Vinh Hoa Phú Quý với kích thước là 87 x 1m97. Đây là mặt trái, đây là cái mặt đằng sau. Quý khách muốn xem cả mặt trước mặt sau trước khi quyết định là như thế nào? Chắc là các anh cũng muốn xem là mặt sau trước cái vân nó có tương đồng hay không. Thì xin thưa là tất cả đồ gỗ mun của Đức Hiền thì hầu như là để mộc, trừ trường hợp có khách nào yêu cầu sơn thôi. Thế còn và Đức Hiền cam kết là tuyệt đối không vẽ vân và tất cả đều là chất vân nguyên bản. Và đây là mặt đằng sau của nó. Sau đây là tôi, hai vợ chồng tôi sẽ lật lên để quay lướt một chút phía trước. Mà trong khi chuẩn bị quay bức tranh kia thì vì đi qua cái bức tranh Vinh Quý Bái Tổ Khảm thì thấy màu sắc rực rỡ quá cho nên là cũng gọi là chen ngang một chút thôi. Và cái dịp khác tôi sẽ quay lại cái bức tranh này sau. Và bây giờ quý vị chuẩn bị theo dõi cái phần mặt trên. Em ơi, hiện nay tôi đang quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và nâng cái bức tranh lên cạnh. Bức tranh này cái hôm 30 tháng 5 năm 2016 tôi đã chụp sơ bộ rồi, còn hôm nay là tôi đang quay. Thì tôi nhắc lại kích thước của cái bức này là 87 x 1m97 và khung là khung kép, khung bên ngoài là đục chạm hoa chanh và các cái gỗ đồ, và khung cái phần cổ này là các cái gấm và các cái hoa văn, cái gấm chữ vạn thể hiện là vạn sự như ý. Còn cái phần nhân vật chính bên trong này là bức tranh Vinh Hoa Phú Quý, là nhân vật chính là đôi chim công và hoa phù dung tượng trưng cho Vinh Hoa Phú Quý là đây, với đường nét đục vô cùng tinh xảo và những cái giữ lại được những cái móng rồi cái vẩy rồi các cái chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ những cái đuôi này thì không biết là bao nhiêu là nét vào đây. Và đục kênh bong là gì? Tức là sau khi đục xong là người thợ là tọng hết các cái phần đất này đi để cho những cái phần cây rồi đầu rồi cánh chim là nó bật ra ngoài, gọi là kênh bong. Và trông có vẻ như là dán các chi tiết từ ngoài vào. Nhưng mà xin thưa quý vị, đây 100% là đục liền, không có dán một tí nào cả. Nếu sau này quý vị đang sử dụng mà nó rơi bộp một con chim ra, chứng tỏ là bọn tôi dán vào, là chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và chính vì đây tôi lấy ví dụ thôi, một con chim ở cái chỗ này thì trông rất là kênh đang bay ra ngoài, là cái sắc vân đen và trắng nó đang đi đến cái đoạn này. Đây, cái chỗ núi vẫn là cái sắc vân đấy, đang vào một cái canh gỗ đấy. Và cũng như cái phần đuôi của nó thì là cái vân nó từ nền nó trèo lên cái đuôi đây. Đây là cái ví dụ rõ ràng nhất về cái việc là vân nó là hoàn toàn là liền chứ không phải dán vào. Cũng như đây quay gần lại là cái vân sọc nó đang từ nền đây mà nó có con chim được, thì ở cái phần thân con chim cũng có cái phần vân này nó đang đi qua. Và cái con tiếp theo này cũng thế. Và chính vì là cái phần gỗ mun vân rất đẹp cho nên là những cái con chim nó đều loang khoang mà trông rất là sinh động. Đây, chú chim công này, cái vân nó tuyệt đẹp. Và đây là cái bức tranh đang để cũng lâu tại cửa hàng của chúng tôi và nó đang bị một lớp bụi. Nếu như đây, ví dụ cái chỗ này quý vị đang nhìn đây có vẻ như đã được rồi, nhưng nếu như tôi lau bụi đi đây, chỉ
cần lau, lấy tay lau nhẹ một tí thôi là quý vị đã thấy nó bóng cờn lên rồi, chất xanh đen lên rất đẹp rồi. Ví dụ như là ở cái điểm chỗ này tôi đang dùng chổi, sau này vệ sinh thì quý vị dùng cái chổi như thế này. Đấy. Ở tất cả những cái chỗ này thì quý vị là nhìn thấy cái cây nó đi theo chiều nào là ta phẩy nhẹ theo. Đấy, ta phẩy nhẹ theo thì tự dưng là sạch hết luôn. Ta hạn chế cái việc là đưa ngang cái cành này, ví dụ như là đang cái lá đi này mà ta gạt ngang là không nên, nhưng mà chải theo nó như chải tóc chải đầu ấy, thì là nên. Đó là ví dụ thế thôi, còn ở những cái khung ngoài này thì tha hồ là vệ sinh, tha hồ mạnh tay luôn. Đấy, chỉ một cái đoạn chúng tôi quét sạch, mà bây giờ là quay lại từ từ cái điểm này, quý vị đã thấy nó bóng lên là rất là đẹp rồi. Và trước khi, nếu như khách hàng mà quyết định lấy bước này thì trước khi đi chúng tôi có trách nhiệm là làm sạch sẽ lại. Và clip thì cái bức tranh này chúng tôi đã từng quay clip rồi, cho nên chúng tôi chỉ hôm nay chỉ có lướt nhẹ và báo với quý khách là hôm nay là mùng 1 tháng 6 năm 2016 là bức tranh này vẫn đang được kê. Bức tranh gỗ mun này đang được kê ở tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.